gì ở chị Vi đã thôi thúc anh để mà muốn lấy cái người đó về làm vợ, làm cái người đồng hành với mình? Thật ra cái chuyện tình cảm của anh thì trước đây nhiều người nói tại sao mà cuộc sống của anh nó hạnh phúc vậy mà anh viết nhạc nó đau khổ vậy. Thì thật ra trước đây anh có nhiều mối tình lắm nhưng mà không đi tới đâu được hết. Nhưng mà khi gặp Vi thì từ một cái cảm tình, từ cái giọng hát tiếp xúc thì nhắn tin qua lại thì cũng biết được cái hoàn cảnh gia đình của Vi. Rồi gặp gỡ Vi thì thấy cái cô bé này là một cái ca sĩ trẻ có cá tính. Có một lần đó thì anh đi ngang qua cái tiệm trên đường 3 tháng 2, mấy cái tiệm mới cưới, anh hỏi em vô chọn một cái đi, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Mà cuối cùng là Vi đồng ý. Có một cái điều mà quan trọng anh quyết định với Vi là chuyện kỳ đó, anh chỉ nói một câu như này nè: nếu như hai bên gia đình không chấp nhận, em có đồng ý đi theo anh không? Vi nói đồng ý. Rồi xong. Chứ lúc trước là anh rất nhiều cái mối tình của anh là tại vì hai gia đình mà không đến được với nhau. Chương trình Đỏ Cửa Thăm Nhà cốc 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 cộc cộc cộc. Quý vị ơi, đang đang đứng ở thành phố Đà Lạt đây. Lần đầu tiên khi mà Lan lên đây để ghi hình cho chương trình Đỏ Cửa Thăm Nhà, Lan rất là hào hứng luôn đó. Phải lật đật đi sắm liền cho khách mời của chúng ta một cái giỏ quà rất là dễ thương như thế này. Và đến đây thì chắc chắn là Lan sẽ bước đến Hồ Xuân Hương để mà Lan chụp hình check-in sống ảo liền. Và bây giờ thì Lan xin phép được mời quý vị và các bạn hãy theo chân Lan đến nhà của khách mời nha. Anh chào anh chị. Chào em. Ta-da! Có nhận ra là ai không ạ? Dạ thưa em chào anh Sơn, em chào chị Vi. Hôm nay là em đại diện cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến thăm gia đình của mình. Đồng thời là chương trình có một cái phần quà dành tặng cho anh chị. Cảm ơn chương trình. Dạ, bây giờ thì chắc là cho em xin phép được vô nhà để trò chuyện cùng với lại hai anh chị để mà khán giả biết rõ hơn về cuộc sống của hai anh chị nha. Mời mọi người đến nha. Mời Ngọc Lan. Vì đau thương đó nhức nhối con tim, vì đau thương đó biết đâu tin đâu, thì xin đừng vội anh ơi. Nhấc chân đáng ơn tình này, hà lòng người nào có hay. Chị ơi, thiệt là em ngồi ở đây thì em rất là áp lực luôn á. Tại vì lẽ ra là kế bên em là sẽ có anh Quốc Thuận, có ảnh thì em sẽ thêm phần tự tin. Cho nên là nếu mà hôm nay em có hỏi cái gì hoặc là có nói cái gì mà nó không đúng thì anh chị bỏ qua cho em nha. Trời, chơi Tết mà có gì đâu mà lo. Đầu tiên là sẽ cho em hỏi về lý do tại sao anh chị lại chuyển lên đây vậy? Một cái căn nhà rất là dễ thương như thế này, một vùng đất rất là bình yên như thế này. Anh sang nhà chị là thích nơi lạnh, thích nơi mát. Trước đây khi mà chưa có đến đây ở đó thì hai vợ chồng đã rất là yêu quý Đà Lạt rồi. Nếu mà không bận gì á thì là 2 tháng sẽ lên với Đà Lạt một lần. Có một cái thời gian là hai vợ chồng của anh chị đi lưu diễn ở nước ngoài cũng khá là nhiều và có yêu thích một cái đất nước, đó là đất nước Canada, và nó có một cái tiểu bang rất là giống Đà Lạt mình. Anh Sơn với Vi là đã có qua Canada ở một thời gian ngắn. Tuy nhiên là cái công việc nó không có phù hợp với lại cái tính chất nghề nghiệp của mình. Cái điều kiện sức khỏe của Vi thì nó không có cho phép. Hai vợ chồng mới về nước và quyết định là mình cũng thử đi đến một cái nơi khác xem sao. Tại vì Sài Gòn thì rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên là tụi mình muốn cho bản thân những cái khám phá mới. Hai vợ chồng quyết định là đến với Đà Lạt. Thực sự thì nếu như mà em không tìm hiểu trên truyền thông hoặc là không nghe anh chị nói thì
hồi nào giờ em cứ nghĩ theo là anh Sơn là người Đà Lạt không? Tại vì ở những cái bài hát của anh Sơn á, nó da diết nó mà nó lãng mạn như là con người Đà Lạt vậy đó. Thực ra cái quyết định mà lên đây á nằm ở Sơn. Dạ. Thì sau khi anh đi Canada về một thời gian thì là có một người bạn ở trên đây có cái lời mời anh lên đây làm việc. Nói chung là nó không liên quan gì tới cái ngành nghề giải trí hết, nhưng mà đã thích cái vùng đất này rồi. Vì nói là 2 tháng là hai vợ chồng lên, nhưng thật ra anh hầu như là tuần nào anh cũng lên. Lên đây chẳng qua chỉ là chạy xe lên đây uống một ly sữa đậu nành buổi khuya, xong rồi sáng ra bờ hồ ngồi uống ly cà phê ngay hồ Xuân Hương, rồi lại lái xe về rồi đi về thôi, chứ không phải lên đây để viết. Khi lên đây làm việc rồi thì là cũng đắn đo suy nghĩ lắm, tại vì anh lên đây anh làm TV vẫn ở dưới Sài Gòn vẫn đi hát. Thì sau khi 2 năm anh ổn định mọi thứ hết rồi, anh mới kéo Vi và hai bé lên đây luôn. Có nghĩa là anh lên đây cho tới năm này thì gần được 5 năm rồi. Có nghĩa là Vi lên đây cũng gần được 3 năm. Anh nhưng mà từ hồi anh lên đây anh viết ra được bao nhiêu bài nè? Lên đây cho anh viết cũng được chục bài rồi đó. Lúc trước thì mình viết theo cái yêu cầu của ca sĩ, nhưng mà khi mà lên tới đây rồi thì đa phần là anh viết theo cái cảm xúc của mình khi ở đây. Trong đó thì nó cũng có khoảng 4-5 bài viết về Đà Lạt. Anh cũng đang có dự tính là sẽ làm một cái album gì đó về Đà Lạt. Từ hồi lên đây anh làm show nào chưa? Nói làm show thì nó hơi lớn, nhưng mà thật ra là có một cái đêm nhạc ở sinh nhật của anh thôi. Cũng có các anh chị bạn bè, rồi có các những người thân ở đây, cũng gói gọn chung 100 người đổ lại. Ai cũng nói muốn Trương Lê Sơn làm một đêm nhạc, thì thật ra là để mà kiếm ca sĩ lên đây mà để làm một đêm nhạc thì chắc là cũng hơi khó. Phải cao, phải cao lắm. Tại vì nhà anh Sơn vedette không mà, như là anh Đàm Minh Hưng nè, anh Tuấn Hưng, Lệ Quyên, chị Hồng Ngọc, chị Hồ Lệ Thu, rồi Lê Hiếu, đúng không anh? Nói chung là rất nhiều. Xong anh nghĩ chứ, để mà gom hết được cái ca sĩ đó thì chắc hơi khó. Ví dụ bên hải ngoại thì cũng có Minh Tiết, Bằng Kiều nè. Dạ, Thanh Hà. Đợt trước ở Đà Lạt có làm một cái đêm nhạc tưởng nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính á. Thì cũng có nhiều ca sĩ về đây hát. Xong anh nghĩ chứ, mình còn sống nên không làm đêm nhạc của mình. Chắc đợi mình là cố nhạc sĩ nữa. Thì không phải làm đêm nhạc của mình. Trời ơi, các anh chị ơi, các anh chị mà coi cái số phát sóng này là em nghĩ là các anh chị sẽ tội nghiệp anh Sơn lắm luôn á. Em nói thiệt nha, các anh chị cũng từng rất là thành công với những ca khúc mà do anh Sơn sáng tác. Ví dụ như anh Tuấn Hưng thì có Đêm Định Mệnh mà bài đó anh thích lắm. Rồi chị Lệ Quyên thì thật sự là em mà biết đến chị Lệ Quyên là nhờ nhạc của anh Trương Lê Sơn. Mà khi em nghe chị Lệ Quyên hát xong em mới tìm hiểu nhạc sĩ Trương Lê Sơn là ai. Thì lúc đó em mới rất là thắc mắc một điều lộ quá. Sao anh Sơn, vợ của anh là chị Vi mà sao chị Vi lại hát nhạc của anh Sơn? Mình nghe nó không có phê mà chị Lệ Quyên hát. Hồi đó em nghĩ như vậy đó. Cho nên là các anh chị mà nghe cái chia sẻ này của anh Sơn, thôi các anh chị về đây làm đi, đừng lấy tiền. Để cho em được coi. Nè, Lan muốn biết là tại sao là chị Quyên hát bài của anh Sơn phê không? Như anh đã nói là trước đây chỉ có ca sĩ tìm đến anh để đặt hàng ca khúc, anh mới biết, anh không bao giờ viết bài hát sẵn. Dạ. Yeah. Thì tất cả những anh chị ngôi sao với những bài hát hit của họ là những bài hát họ đặt hàng với cảm xúc thật sự của họ. Khi họ đã đi qua một cái mối tình, một cái trắc trở nhân duyên nào đó, họ đã đem cái chuyện tình đó kể cho anh Sơn, và anh Sơn đã viết lên thành một bài hát. Còn người này không được nói ra tâm sự của mình để viết bài hát. Người này là khóc phê, khóc nước. Sao mà phê được? Nói chung mình chỉ được 80% thôi. Chị nói chứ, mình em tâm sự chuyện yêu đương hồi thanh niên, xong cho mình đi, nó hay lắm, lâm ly bi đát lắm. Xong rồi ôi mệt, hát bài tôi viết đi anh. Là vậy đó. Như vậy thì em phải hỏi nha, bài Đêm Định Mệnh là câu chuyện của ai, của anh hay là của anh Tuấn Hưng? Giờ em muốn nghe tại sao, có hoàn cảnh sáng tác về Đêm Định Mệnh không? Dạ có, nãy chị mới nói đó là do ca sĩ đặt hàng theo cái cảm xúc của ca sĩ. Em rất là thắc mắc, nếu mà là cảm xúc của anh Hưng là cũng mệt, mà cảm xúc của anh là cũng mệt nữa đó. Sẵn tiện đây anh chia sẻ thôi, thì có một số bạn bè thân của anh thì sẽ biết, nhưng mà chắc có lẽ là truyền thông chưa biết được cái hoàn cảnh sáng tác cái câu chuyện với lại Đêm Định Mệnh đâu. Lúc Tuấn Hưng mới vô thì ở một cái căn nhà bên cư xá Bắc Hải, thì Tuấn Hưng có mời anh tới làm việc. Khi tới trao đổi làm việc với Tuấn Hưng thì trong một cái căn phòng của Tuấn Hưng thì anh thấy ký tên rất nhiều. I love you, rồi mũi tên, rồi cái gì vẽ mũi tên xuyên qua trái tim rồi này kia tụi mấy thứ. Cái tại vì Tuấn Hưng nói anh ký em lên đây đi. Anh nói trời ơi, toàn gái ghét gì ký không mà sao tôi ký lên đây. Tại vì ở trên đó toàn là cái kiểu mà ký tên của mà con gái. Con gái không à.
Tướng Hưng là một chàng trai đào hoa. Thì sau khi cái đi cái buổi đó gặp Tướng Hưng về, anh thấy chữ ký vậy đó. Nhiều khi giờ nó nhìn thấy chữ ký thì nó không biết. Không nhớ của ai. Mình đoán phải không? Cái đó là mình đoán thôi, nhưng mình nghĩ vậy đó. Đó. Thì trong anh bắt đầu hình dung ra một cái câu chuyện. Đó là thường thường để mà hai người mà dễ đến với nhau như vậy thì nó trong một cái gì đó say say thì nó sẽ cái câu chuyện nó sẽ đó, cái khúc đêm định mệnh ra đời. Mà có một cái chuyện vui là khi Tuấn Hưng giới thiệu ca khúc mới đầu tiên, ca khúc đó anh nhớ nó chắc không phải bây giờ, chắc không phải trên 10 năm ở phòng trà không tên. Tuấn Hưng mời anh lên, cái Tuấn Hưng bán đứng lên trên sân khấu luôn. Tuấn Hưng nói là trong một đêm say, nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết ra khúc đêm định mệnh. Thì thật ra đó là cái tưởng tượng về cái mình suy diễn từ những cái chữ ký trên phòng đó thôi. Đó, nãy giờ em trò chuyện với anh chị, em biết lý do tại sao anh chị lên đây rồi, cũng biết ra được là đêm định mệnh là ra đời như thế nào rồi. Bây giờ là em phải tách hai anh chị ra thôi. Chị nói chứ em hỏi nè, em thấy là có một cái giai đoạn là không thấy chị xuất hiện ở trên sân khấu, thì lý do vì sao vậy chị? 2007 thì chị sanh cháu, là lúc đó là chị sanh cháu đầu. Yeah. Trước khi sanh đó là chị có ra cái CD Vol 3 Vì Cớ Làm Sao, là nó có bài hát nổi tiếng là Nữ Trái Tim Tội Nghiệp nè, Tầm Gửi nè, Dạ Khúc Chiến Đắng. Thì trong cái thời gian sanh cháu là nó ở ngoài tất cả các quán cà phê nó nổi lên, thì người ta mở nhạc rất là nhiều và show gọi khắp nơi. Cho nên là sanh cháu xong 2 tháng là đứng dậy đi hát rồi. Thì trong cái thời gian là 07, 08, 09 là làm việc rất là nhiều. Mà thời gian chị ít làm á là khoảng 11. Trong người nó không khỏe, chị bệnh. Lúc đó mình không biết mình bệnh gì đâu. Chị cảm thấy là mình yếu dần đi. Và chị là ca sĩ làm show ở phòng trà, chứ không phải ca sĩ cân quan sân khấu ngoài trời. Cho nên mỗi lần hát á là phải từ 7 tới 10 bài hát. Thì khi mà mình yếu á thì mình không có đảm nhận được một cái show nhạc hoàn hảo. Hát bây giờ nó tắt tiếng, hay là lâu lâu là mình mệt, rồi càng về cuối show là mình yếu, mình hát không nổi dần. Thì là chị nghỉ một thời gian để kiểu như là chị trị bệnh. Thì lúc đầu là mình nghĩ là mình sanh xong á thì người mình nó yếu, là do trước đó mình đi làm sớm. Thì mình trị bằng cách là mình uống thuốc bổ rồi mình tập yoga này nọ. Nhưng mà sau đó trong một cái chương trình talk show thì chị có gặp một người tiến sĩ tâm lý, thì lúc đó mới bàn về một cái vấn đề là trầm cảm sau sinh trong cái show đó. Xong mình thấy trong cái show này nói về tất cả những cái triệu chứng sao giống mình thế. Hóa ra là mấy năm rồi mình bị trầm cảm mà mình không biết. Thì để dẫn đến trầm cảm nó có rất là nhiều lý do. Dạ. Nhưng mà chị một phần là áp lực rất là nhiều khi chị đang sinh mà chị nổi tiếng. Lúc mà chị phát hành CD là bụng chị bự vậy nè. Thì chị phát hành CD rồi chị nghỉ để sanh. Thì trong lúc chị sanh là nó nổi, thì mình phải đứng dậy mình đi hát. Mà lúc đó là chị lên cân rất là nhiều nên người nó hơi mập. Thì khi mà mình xuất hiện trở lại, mình cứ không tự tin về cái người của mình. Và mình cứ bị giằng co mỗi cái đêm diễn là mình hiện tại không hoàn hảo. Và những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy cứ làm mình cứ phải suy nghĩ mỗi ngày. Mà đến mức là thời gian dài là không ngủ được luôn. Thì sau khi mà gặp được cái người bác sĩ đó thì chị mới trò chuyện riêng rất là nhiều. Bác sĩ đó đã đồng hành với chị một cái thời gian. Và bác khuyên là chị nên nghỉ ngơi, buông việc đi. Tại vì nếu mà bị giằng co giữa cái việc là mình phải hát, mà khi mình lên hát mình hát không được hoàn hảo, rồi mình về mình lại đau khổ, lại thêm áp lực nữa, thôi bỏ hết đi. Thì lúc đó chị về chị mới nói với anh Dân là bác sĩ mới nói như vậy như vậy. Thì anh nghe thế thì anh sẽ không nhận show. Tại vì hồi đó anh Sơn là vừa tài xế, manager, nhạc sĩ sáng tác, rồi về sĩ luôn, kiểu vậy á. Hai dòng bắt đầu đi chơi, có 2 năm ròng rã đi chơi luôn á. Coi như là 2 năm để chị điều trị đó. Đúng rồi, để tự điều trị. Chị, nhưng mà trong những lúc mà chị căng thẳng như vậy á, chị có chia sẻ với anh Sơn không? Anh Sơn nhà chị là tuy là nhìn anh vạm vỡ như vậy, nhưng mà tâm hồn của anh thì nó hơi mềm mại một chút xíu. Yeah. Anh thế, nhưng mà đối diện với những cái vấn đề áp lực lớn trong đời sống á, anh hơi yếu. Anh cũng biết cái điều đó của anh. Cho nên những cái vấn đề mà nó khó khăn như vậy, nó thuộc về cái tính tinh thần nhiều bên trong á. Chị tự chữa lành mình. Nhưng mà cái việc mà chị đi lên đây á, thì lại là cái quyết định của anh Sơn. Sau mình nói tiếp theo cái chuyện mà chị ốm á, anh Sơn thấy chị không khỏe, thì một tháng là tối đa là chị chỉ hát 4 show. Lâu dần mình cảm thấy là cái việc đi hát đối với chị nên tính lại. Mình không thể nào sống hoàn toàn bằng cái việc đi biểu diễn này rồi. Thì hai vợ chồng chị đã có những cái kế hoạch trước khi mà đi lên đây. Cái việc mà đi lên Đà Lạt á,
Thì khi anh quyết định là anh cũng biết rằng là anh phải bước ra ngoài trước chị, chứ không còn là để chị đứng đầu sóng ngọn gió nữa rồi. Khi mà anh lên đây sống thì anh phát huy được tài năng tiềm ẩn của anh, là anh cho nhà mình khá là thông minh. Thì hồi giờ anh làm nghệ thuật và anh không ra làm quản lý, thì bây giờ anh ra anh làm quản lý, anh làm vai trò rất là tốt. Bây giờ em sẽ qua nói chuyện với anh Sơn. Chị thì chị giúp em là mình nấu cái gì đó ăn, rồi tí nữa nhà mình ăn chung cho em ăn ké với. Ok. Dạ. Anh, ngày xưa khi mà lần đầu tiên anh gặp chị Vi, thì chị Vi là ca sĩ thì anh cũng đã biết tới chị Vi trước đó rồi đúng không? Không. Không biết luôn. Hồi đó là anh thấy là Vi vô hát Phong Đào, em và tôi. Thời gian mà cách đây gần 20 năm về trước thì là ca sĩ không phải đùng cái là nổi tiếng đâu em. Dạ. Phải có một cái quãng thời gian đi hát phòng trà, rồi hát những cái địa điểm rất là nhiều, kể cả Hồng Ngọc, Thu Minh hay là Quang Dũng đều phải như vậy á. Ừ, thì anh thấy cái thời gian đó là chú Thanh Long Bát nè, cô Lan Ngọc nè, anh Đức Minh, những người hát phòng trà kỳ cựu mới hát ở cái phòng trà em và tôi lúc đó. Tự nhiên anh thấy một cái cô bé rất là nhỏ xíu, tại sao lại vô được hát cái phòng trà này, rất lấy làm lạ. Nhưng mà cái giọng của cô này thì rất là, nó có một cái ma mị gì đó, anh thấy cũng có điều đặc biệt. Thì cũng chú ý cái giọng đó thì thấy hát nhạc của Mỹ Tâm rất là hay, khán giả rất thích. Nhưng mà anh nghĩ chứ, người ta thích là tại vì chắc là hát bài của Mỹ Tâm. Lúc đó thì mình cũng đang như là vừa mới thất tình, thì vô tình thì tự nhiên nghĩ sao nó lại. Anh không dám xin số điện thoại của Vi, anh xin số điện thoại của hai cái đứa nhóm bè Cadillac. Là ngay ngày đầu tiên gặp chị Vi là về là có ý định xin số điện thoại luôn. Vi cũng hát một hai bữa rồi. Dạ. Thì đó là xong là anh mới xin số điện thoại của cái nhóm bè Cadillac đó. Thì bây giờ tụi nó vẫn còn nhắc nhở đó, là hồi đó là anh lấy chị Vi được là nhờ tụi em đó nha. Đúng rồi. Xin số tụi nó mới nhắn tin cho Vi, nhắn nhiều lắm. Nhưng mà là Vi không biết anh là người nào thôi. Tại trong cái băng nhạc của anh cũng toàn những người già không à. Ví dụ như chú Lý Được nè, rồi anh Thanh Sơn nè, toàn những cái người cũng lớn lớn tuổi không à. Cách đây 20 năm trước á, thì khuôn mặt anh nó cũng giống như vậy, giống giờ. Cho nên là gọi là già trước tuổi, cho nên giờ nó bớt già là vậy. Cho nên là hồi đó Vi cứ nghĩ là cứ nghĩ là gọi anh bằng chú á. Cái điểm gì ở chị Vi đã thôi thúc anh để mà muốn lấy cái người đó về làm vợ, làm cái người đồng hành với mình? Thật ra cái chuyện tình cảm của anh thì trước đây nhiều người nói tại sao mà cuộc sống của anh nó hạnh phúc vậy mà anh viết nhạc nó đau khổ vậy. Thì thật ra trước đây anh có nhiều mối tình lắm nhưng mà không đi tới đâu được hết. Nhưng mà khi gặp Vi thì từ một cái cảm tình, từ cái giọng hát tiếp xúc, thì nhắn tin qua lại thì cũng biết được cái hoàn cảnh gia đình của Vi. Rồi gặp gỡ Vi thì thấy cái cô bé này là một cái ca sĩ trẻ có cá tính. Có một lần đó thì anh đi ngang qua cái tiệm trên đường 3 tháng 2, mấy cái tiệm mới cưới, anh hỏi em vô chọn một cái đi, giỡn chơi vậy thôi. Mà cuối cùng là Vi đồng ý. Có một cái điều mà quan trọng anh quyết định với Vi là chuyện kỳ đó, anh chỉ nói một câu như này nè: nếu như hai bên gia đình không chấp nhận, em có đồng ý đi theo anh không? Vi nói đồng ý. Rồi xong. Chứ lúc trước là anh rất nhiều cái mối tình của anh là tại vì hai gia đình mà không đến được với nhau, cho nên anh chỉ hỏi Vi một câu như vậy, Vi nói Vi đồng ý. Ok, hai người đến với nhau. Từ lúc quen cho tới lúc lấy nhau á còn 6 tháng. Lúc đó Vi mới có 22 tuổi. Nhiều lúc anh nói nếu mà cho anh quay lại lần nữa chắc cũng nói yêu Vi và muốn lấy Vi làm vợ. Trời ơi, vậy đó mà nó không lãng mạn đó mọi người. Anh nhớ lúc đó thời anh lấy Vi vui lắm. Lúc đó trong người không có bao nhiêu tiền hết á. Nhưng mà lúc anh mua cái nhẫn cho Vi, anh nhớ anh chạy ra cái PNG gì đó, mua một cái nhẫn cái gì nhỏ xíu. Nhưng mà khi anh tặng cho Vi xong anh mới nói với Vi là, thì anh là người có đạo cho nên anh kể cho Vi nghe một cái câu chuyện. Có một cái người giàu đi tới nhà thờ dân một đồng tiền. Rồi có một cái người nghèo, nghèo ơi là nghèo, người ta vét hết trong túi, người ta chỉ có một xu thôi. Người ta cũng dâng hết một xu đó cho. Thì khi Chúa giảng vô môn đồ thì Chúa nói cái người nghèo đó mới là cái người dâng hết bằng tấm lòng. Tại vì người ta chỉ có một xu thôi, ta dâng hết cái của người ta có. Chứ còn cái người giàu thì một đồng đó, một đồng mà dù to hơn cái một xu kia rất là nhiều, nhưng mà đối với người ta một đồng không là cái gì hết. Cho nên đây là cái nhẫn mà anh hết tiền của anh để anh tặng cho em á. Cho nên là coi như là đó là cái tấm lòng của anh đó. Anh như hàng gài người ta luôn. Anh mớm trước cái câu chuyện đó. Anh kỳ ghê. Để mà lấy được Vi anh cũng phải công phu lắm. Anh dẫn Vi tới nhà thờ, Vi ngồi ở dưới, anh lên trên, anh đứng kéo đàn để cho Vi ngồi dưới Vi nghe mà.
Thì thật sự ra là trước đây anh không bao giờ nghĩ anh sẽ lấy một ca sĩ. Lúc đó thì anh chạy chiếc mô tô rồi cũng để đầu trọc râu râu rồi kia, Vi nghĩ chắc cũng phải dân chơi rồi kia. Nhưng mà khi anh mời Vi vô trong nhà thờ ngồi dưới đó, để anh lên trên nhà thờ, đứng trên nhà thờ anh kéo đàn, thì lúc đó cái chắc có lẽ là cái cảm xúc của Vi, cái hình ảnh của anh trong Vi nó không còn là cái người cũng xấu giống như gia đình anh mà nghe nó lấy ca sĩ cũng sợ. Nhưng mà khi rồi khi cả hai bên gia đình gặp nhau thì là thấy Vi hiền lành đồ này kia, rồi mẹ Vi cũng gặp anh thì thấy thằng này nhìn nó bậm trợn vậy chứ mà nó cũng là người hiền lành, thì thôi hai đứa đến với nhau. 19 năm thì đối với nhiều người thì nhiều thì cũng không nhiều mà ít thì cũng không ít. Trước khi Vi đến với anh á thì là để có quyết định để mà chọn lập gia đình đó, đó là một cái sự hy sinh. Trước đó là có rất nhiều cơ hội để mà Vi trở thành một cái ngôi sao sáng luôn á, chứ không phải như bây giờ đâu. Nhưng mà Vi quyết định chọn gia đình, mà để đẩy một cái ngôi sao mà để lúc đó mới có 22 tuổi mà lập gia đình thì người ta không chấp nhận. Mà Vi đánh đổi cái chuyện đó. Rất nhiều ca sĩ cũng có làm việc với anh, xuất phát điểm cũng ngang hàng với Vi, nhưng mà bây giờ người ta bước qua Vi, người ta bước Vi nhiều ca sĩ như vậy thì nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng. Tại vì Vi vì gia đình nhiều hơn là vì cái sự nổi tiếng. Nhiều khi nhìn lại thì mình thấy là đó là cả một cái sự hy sinh. Có lẽ là từ cái điều đó mà anh yêu chị nhiều hơn. Đổi lại thì như anh cũng nói giỡn giỡn với mọi người đó, là anh viết những ca khúc cho Vi thì chắc độc quyền suốt đời chứ không lấy được tiền. Bao lâu rồi anh không có nói những cái lời đường mật với chị? Đâu, anh vẫn nói lời đường mật hoài chứ. Vẫn nói hả? Nhưng mà nói trên mạng không à. Thôi vậy bây giờ chúc mình ăn cơm á, anh hãy vận dụng hết cái sự can đảm, cái sự lãng mạn của một người đàn ông, của một nhạc sĩ tài ba Trương Giai Sơn. Anh nói với chị những cái lời yêu thương dành cho chị. Ok. Ok, giờ mình đến ăn. Ok. Thơm quá chị ơi, cái này là lẩu gà hả chị? Lẩu gà lá é nè. Món lẩu gà lá é này là đặc sản quê hương của Vi. Vi là sinh ra ở Phú Yên, và hồi bé thì là mình đã được ông bà, cô chú nấu cho mình ăn. Hồi xưa nó là món kho, giống như là nó kho hơi sệt sệt để họ dùng cơm. Sau này cái đời sống lên cao nó phát triển thành món ăn chơi như là món lẩu. Thì ở Đà Lạt này đặc biệt là bây giờ đang thịnh nổi tiếng hot cái món này ở khắp nơi. Thì mình cũng tự hào là mình cũng biết nấu. Và nấu nó ngon dở thế nào thì Ngọc Lan ăn, Ngọc Lan sẽ cho ý kiến. Này vấn đề người miếng em đã trả. Rồi mời em dùng đi. Dạ em mời anh chị. Mời mình ăn, mời em Lan. Em giúp mình nha. Bây giờ mình có nói xấu gì em không? Em nói là tại sao bây giờ anh không lãng mạn nữa. Cái anh nói là anh bị mất đứt cái dây đó rồi. Thấy chưa? Ngon quá. Chị ở nhà là cơm nước là một tay chị hết. Đúng rồi. Nên chị có nhờ ai giúp không? Không. 19 năm. Có một cái thay đổi rất lớn là hồi lúc mới về Vi không biết nấu ăn. À. Bây giờ thì nấu ăn rất ngon. Và vì anh hay than phiền, anh là được chăm từ bé thì mẹ anh thì nấu ăn rất ngon. Cho nên là khi lúc Vi nấu ăn những cái món anh ăn không được, chị cũng phải nỗ lực nhiều. Tại vì như anh nói đó, ảnh được gia đình mẹ chăm kỹ. Cái nguyện vọng của ảnh là sau công việc mệt mỏi thì được về nhà ăn cơm với cả nhà, và tuyệt hơn là sẽ là ăn cơm của gia đình mình nấu. Chị phải học hỏi, chị phải tự học rất là nhiều, cũng có đi đến trường học nấu nữa. Khi mà chị quyết định chị lấy anh á, chị đã phải gạt bỏ cái sự nghiệp của mình rồi. Không, không phải là gạt bỏ hẳn, nhưng mà lúc đó cơ hội đến với chị rất là nhiều luôn. Chị nghĩ đơn giản là chị sẽ làm nghề một cách bình tĩnh và thận trọng. Tại là hồi đó mới lớn lên nhưng mà rất là nổi, rất là nhiều cơ hội, rất là được săn đón. Thì mình nghĩ là mình kết hôn để mình có một cái chỗ bình yên, rồi mình sẽ làm nghề hát này bằng một cách thận trọng. Thì chị kết hôn với anh á, là anh định hướng cho chị là anh, cái giọng hát của chị anh đánh giá cao, và anh nghĩ là anh sẽ giúp chị phát triển hơn là đi hát lại những bài hát mà người ta đã nổi tiếng rồi. Thì anh viết riêng cho chị và động viên chị là ra CD. Thì khi mà ra CD rồi á, thì rất là nhiều anh chị ca sĩ khác họ quan tâm đến những cái sản phẩm của ảnh, và họ tìm đến để đặt hàng. Và cái bài hát đầu tiên mà
chấp cánh cho cái tên tuổi của anh đó là bài Chén Đắng. Nãy Lan có hỏi anh là cái bài nào anh viết đầu tiên cho em, anh nói anh không nhớ. Nói thiệt. Cái album, nguyên cái album luôn anh không nhớ luôn á. Bài đầu tiên là bài Khói Hoang. Khói Hoang. Ừ. Chủ đề CD của Vol 1, tại vì Vol 1 chỉ phát hành hạn chế và sau đó là không tái bản nữa nên là mọi người ít biết. Với lại là cái Vol 1 đó, khi mà chị hát bằng cái tinh thần là lần đầu tiên vào phòng thu á, nên mình hát cái nghe nó không có được thoải mái lắm. Thì sau đó cái CD Vol 2 á, anh bắt đầu anh hiểu cái người vợ, cái chất của người vợ mình hơn. Rồi anh hiểu được cái tứ trong cái bài hát, trong cái câu hát của Vi hơn. Anh viết lên cái bài hát Vắng Anh Mùa Đông. Yeah. Là cái bài đầu tiên là giúp cho cái tên của chị nổi. Thời điểm đó chị rất là nhiều cơ hội để chị phát triển. Rồi sau đó mình lấy chồng, mình sanh con, mình phải dừng một thời gian rồi. Hồi nãy anh Sơn thì anh có nói là anh nhìn thấy điều đó anh chạnh lòng lắm. Bản thân chị bây giờ mình ở trên đây nè, mình nhớ không chị? Nhớ chứ, tại vì cái sự nhộn nhịp ở sân khấu hoặc là cái không khí mà nó sang trọng và nó cái người nghe họ chờ đợi ở phòng trà, đứng ở trong cái không gian đó chị mới thật sự là chị. Ở đây họ không biết chị đâu, nhưng mà mọi người rất là vui với chị. Mỗi ngày họ gặp bán buôn với chị, họ thích. Xong rồi chị về chị uống trà, chị cắm hoa, chị đọc sách. Xong rồi chị lại nấu món chờ anh về. Nói chung mỗi ngày của chị trôi qua là một cái sự thưởng thức. Nên chị không tiếc là chị nhớ nghề, nhớ sân khấu. Tuy nhiên là 2 năm qua thì mình cũng biết là mình đi qua một cái đại dịch, nó rất là trầm mặc. Gần đây anh lại dành cho chị rất là nhiều bài hát. Thì sắp tới chị sẽ về Sài Gòn ghi âm. Yeah. Rồi mình sẽ quay video. Dạ. Và sẽ phát hành, chỉnh sửa lại cái kênh của chị. Rồi phát hành online là chủ yếu, để khán giả họ thỏa mãn cái sự nhớ mong chị. Tại vì nhiều người nhớ cái giọng hát của chị lắm. Chị rất là biết ơn về điều đó. Anh, cái lúc mà anh lên đây á, anh thay đổi công việc á, có bị sốc không? Cũng nói thật ra là 40 mấy năm anh chưa bao giờ đi làm cho một công ty nào hết. Cái tính cũng hơi khó chịu. Mình nghĩ tính nghệ sĩ của mình vậy sao mà vô làm công ty được. Nhưng mà khi bắt đầu vô đây làm thì giống như đó là một cái sự thử thách đối với mình. Cho tới bây giờ thì nó thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì là một cái con người rất là mong manh, dễ vỡ. Gặp bất cứ cái... Cái gì đâu có nói điều đúng. Cái biến cố của cái gia đình hay là cái công việc hay bất cứ cái gì là anh đều là cái người giao hết cho Vi giải quyết. Và anh sẽ là cái người xách xe và chạy lên Đà Lạt. Ngay cả ví dụ mua nhà hay mua xe đều là Vi quyết định hết. Khi lên đây rồi thì khi bắt đầu bước vô công việc này, sau một thời gian thì bây giờ nó đổi ngược lại hoàn toàn. Tất cả mọi thứ anh là người giải quyết. Ngay cả cái việc mà đưa Vi lên rồi đưa con cái lên đây học hành rồi này kia, trường này trường nọ này kia. Lúc trước đối với anh là chắc là một cái gì nó ghê rợn lắm, khó khăn, không bao giờ không biết tính sao. Nhưng mà những cái đó thì bây giờ đối với anh thì nó rất là dễ dàng. Và cái nhạc bây giờ nó là một cái để cho anh cảm giác thăng hoa. Chứ nó không phải là về kinh tế, gia đình rồi này kia. Như nãy em nói là anh cảm ơn Vi thì thật ra là nói thì không biết nói làm sao. Thì thật ra có những cái không nói bằng lời nhưng mà nó thể hiện vô những cái ca khúc mà anh muốn viết, muốn dành cho Vi. Nhiều người cũng hỏi là không biết Hoàng Lê Vi nổi tiếng là nhờ Trương Lê Sơn hoặc Trương Lê Sơn nổi tiếng nhờ Hoàng Lê Vi. Thì nhiều người cứ phân tích này nọ nhưng mà thật sự ra hai đứa đến với nhau thì mới có cái Hoàng Lê Vi và Trương Lê Sơn. Em cảm giác hai chị sanh ra là dành cho nhau. Đúng giống như lúc nãy anh nói á, không phải là Hoàng Lê Vi nổi tiếng nhờ Trương Lê Sơn mà cũng không phải là Trương Lê Sơn nổi tiếng nhờ Hoàng Lê Vi mà là hai chị là dành cho nhau. Giờ mà tính thì tính không ra đâu. Cho nên không cần phải rạch ròi nữa. Giờ cứ ở với nhau tới già. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Thực sự là em cảm ơn rất là nhiều luôn. Bởi vì cái thứ nhất là mời được anh chị cũng rất là khó. Sau đó là em rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái tình yêu của anh chị dành cho nhau. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Và chương trình này mọi người đã cất công di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây thì rất là quý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình hôm nay. Và mến chúc tất cả quý khán giả một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và có thật là nhiều bình an trong cuộc sống của mình. Cảm ơn anh chị. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên đón chờ xem một sản phẩm mới của ca sĩ Hoàng Lê Vi nhé. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.